Ông Park chưa hết lo sau thất bại ở AFF Cup 2020. Hôm 28 tháng 12, tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI để kiểm tra tình trạng chấn thương. Trước đó, Đức Chinh bị chấn thương trong một tình huống tranh chấp bóng ở cuối hiệp 1 trận bán kết lượt về với Thái Lan và không thể tiếp tục thi đấu. Theo nhận định ban đầu, Đức Chinh có khả năng bị tổn thương dây chằng đầu gối bên phải. Nhưng để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương, Hà Đức Chinh đã được đưa đi chụp MRI. Kết quả, Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau, chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật. Nhưng Đức Chinh cũng cần phải nghỉ ngơi và điều trị vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Về phía Duy Mạnh, kết quả chụp MRI cho thấy khớp vai đã có sự ổn định. Tuy vậy, Duy Mạnh vẫn cần kiểm tra thêm về phần dây chằng và duy trì tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ chật khớp tái phát về sau. Với diễn biến này, nhiều khả năng huấn luyện viên Park sẽ không thể sử dụng Duy Mạnh và Đức Chinh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Duy Mạnh luôn là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ tuyển Việt Nam, trong khi Đức Chinh đã cho thấy luồng gió mới trên hàng công khi được ông Park trao cho cơ hội thi đấu ở AFF Cup 2020. Dự kiến tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1 năm 2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của Australia diễn ra tại Melbourne vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với Trung Quốc diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, đúng ngày 1 Tết âm lịch trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn ở Singapore, chưa thể về nước vì ảnh hưởng của dịch Covid. Phải tới ngày 31 tháng 12 tới, đội tuyển mới có thể có chuyến bay từ Singapore về Hà Nội. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly và xét nghiệm PCR theo quy định tại khách sạn Grand Plaza. Trước khi hoàn thành cách ly và trở về gia đình, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.